Xin chào tất cả các bạn. Két sắt điện tử là dòng két đang ngày càng được ưa chuộng trên thị trường bởi sự hiện đại, tiện lợi và dễ dàng sử dụng. Chính vì vậy mà chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi từ khách hàng xung quanh việc mở khóa và thay đổi mật khẩu két sắt. Trong clip ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng két sắt khóa điện tử một cách chính xác nhất. Hãy theo dõi clip cùng chúng tôi nhé! Trước tiên thì chúng tôi sẽ giới thiệu về cấu tạo bên ngoài của chiếc két sắt sẽ bao gồm một bộ khóa điện tử hiện đại cao cấp, thứ hai là ổ khóa chính với chìa khóa 4 cạnh chống sao chép và thứ ba là tay nắm cửa. Ngoài ra thì dòng két sắt khóa điện tử sẽ có thêm một chìa khóa dự phòng màu đen để mở két. Sau đây sẽ là hướng dẫn chi tiết của chúng tôi về cách sử dụng két sắt khóa điện tử. Trước tiên thì chúng ta sẽ tra chìa vào ổ khóa, sau đó sẽ thực hiện thao tác nhập mật khẩu trên màn hình điện tử. Bắt đầu bằng nút thăng, sau đó mật khẩu và kết thúc bằng thăng. Lúc này mật khẩu đang được cài đặt sẵn tại nhà máy là 1234, nên tôi sẽ ấn thăng 1234 và ấn nút thăng. Màn hình báo Open thì vặn chìa khóa chính sang bên tay phải, nhấc tay xoay lên và mở két. Để đóng két lại thì chúng ta sẽ nhấc tay xoay lên, vặn chìa khóa về vị trí ban đầu. Như vậy là chúng ta đã khóa được chiếc két này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện các thao tác mở két như bình thường. Sau khi mở cánh cửa két ra thì sẽ có một nút tròn ở bên cánh cửa két. Đây chính là nút để thay đổi được mật khẩu. Tiếp theo thì sẽ ấn nhẹ vào nút tròn. Khi màn hình đủ điện tử sáng thì nhanh tay nhập mật khẩu vào. Ví dụ như là 12345, sau đó kết thúc bằng nút Enter. Để thử lại thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác mở két. Báo ơi, như vậy là tôi đã cài đặt công mật khẩu cho chiếc két này. Lúc này thì két sắt đang trong tình trạng là không có pin hay là bị hết pin, thì chúng ta sẽ phải tháo lắp ở ổ pin ra, sau đó sử dụng chìa khóa dự phòng kết hợp với chìa khóa chính để mở khóa. Đầu tiên, tra chìa khóa dự phòng vào ổ khóa, vặn sang bên trái một góc 90 độ. Chìa khóa chính vặn sang bên phải kịch kim, sau đó nhấc tay nắm cửa. Như vậy là ta đã mở được chiếc két này ra mà không cần đến pin. Để khóa két, ta chỉ cần xoay hai chìa khóa về vị trí ban đầu và rút chìa. Khi đã có pin mới thì ta sẽ tiến hành tra pin vào trong ổ. Màn hình báo sáng, như vậy là chúng ta đã hoàn tất quá trình thay pin mới cho chiếc két này. Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi trong việc sử dụng két sắt khóa điện tử. Hy vọng qua clip này, khách hàng có thể sử dụng một cách thuần thục, chính xác cùng với các lưu ý trong quá trình sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi.